Đấy, hãy biến cho họ trở thành cái người mà họ thích chúng ta trước khi làm cho họ tin chúng ta. Thế đầu tiên để xây dựng bất kể mối quan hệ nào trong kinh doanh thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình những cái tâm lý như nào, những cái tư duy như nào để mà chúng ta bắt đầu trong cái việc mà xây dựng những cái mối quan hệ. Cái đầu tiên quan trọng cực kỳ trong cái việc xây dựng mối quan hệ đó là chúng ta phải biết rõ mục tiêu của mình. Mục tiêu của chúng ta là xây dựng một cái mạng lưới của những cái người đối tác kinh doanh, những người bạn có thể giúp đỡ chúng ta trong công việc kinh doanh. Đấy. Cũng có thể một số người muốn xây dựng các cái mối quan hệ với cái mục đích khác, ví dụ như là mục đích để mà lấy vợ gả chồng, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là có những cái mối quan hệ nó chỉ liên quan đến cái việc mà ăn chơi thôi. Đấy. Nó gọi là net eating hoặc là net chatting hoặc net sitting. Đấy. Nó không phải networking. Ở đây chúng ta là networking, đó là những cái người tập trung vào công việc kinh doanh, những người mà có thể giúp đỡ chúng ta trong công việc kinh doanh đó. Và chúng ta tập trung vào những cái người tạo ra nguồn khách hàng cho chúng ta thay vì chỉ tập trung vào khách hàng. Nếu như mà chúng ta định vị mình là doanh nhân hay là những cái người mà chủ doanh nghiệp thì chúng ta phải tập trung vào những cái đối tác có thể tạo ra cho chúng ta nguồn khách hàng, tức là họ có thể giới thiệu cho chúng ta rất nhiều khách hàng, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái gọi là cái nguồn khách hàng. Và khi mà chúng ta có nhiều nguồn khách hàng, ví dụ một người đó mỗi năm họ có thể giới thiệu cho chúng ta là 20 khách hàng, mà chúng ta có 1.000 khách hàng, 1.000 cái đối tác như vậy thì mỗi năm là chúng ta có bao nhiêu ạ? Có 20.000 khách hàng, kiểu như vậy, đúng không ạ? Thì đó là những cái gọi là mối quan hệ rất là quan trọng, cần thiết, và chúng ta phải tập trung vào các mối quan hệ đó. Người ta gọi là chọn bạn mà chơi đấy, đúng không ạ? Khi mà mình chơi với một người nào đó chúng ta phải có sự lựa chọn, bởi vì 24 giờ một ngày chúng ta không thể nào mà chơi với tất cả mọi người. Khi mà chúng ta dành thời gian cho người này thì sẽ không còn thời gian cho người khác. Vì vậy chúng ta phải có cái mục tiêu trước khi mà chúng ta xây dựng một mối quan hệ. Không phải ai chúng ta cũng hỏi, ai chúng ta cũng nói chuyện. Nhưng những người mà cùng một cái tư duy, cùng một cái mối quan tâm, đó là mong muốn cùng nhau phát triển. Giống như ngày hôm nay chúng ta ở trong phòng Zoom này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta đang cùng cái mục tiêu của chúng ta. Đó là là chúng ta đang mong muốn có sự phát triển trong công việc cũng như là trong các cái trong cuộc sống, đúng không ạ? Thì chúng ta ngồi đây cùng với nhau và chúng ta networking với nhau, đúng không ạ? Rồi, cái thứ hai, khi mà chúng ta xác định được cái mục tiêu rồi thì chúng ta phải chuẩn bị cái tâm lý cho mình, đó là chúng ta phải là cái người tự tin, thoải mái. Chúng ta làm sao cho nó tự nhiên nhất có thể. Chúng ta không thể nào mà bắt đầu một mối quan hệ, kể cả là kinh doanh, bán hàng hay là network hay là kết nối với những người khác, khi mà chúng ta không tự tin. Đấy. Hoặc là chúng ta quá là căng thẳng thì chúng ta sẽ không thoải mái được. Và khi đó thì chúng ta rất khó để kết nối với người khác, đúng không ạ? Một cái thần chú dành riêng cho những cái người nào mà ngại giao tiếp, đặc biệt những người mà thuộc dạng là hơi hướng nội một chút, thì đó là thần chú mọi người thích nói chuyện với tôi. Tại sao chúng ta lại run, tại sao chúng ta lại sợ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta mở miệng ra nói, có thể là chúng ta sẽ nói những câu vô duyên, chúng ta sẽ nói những câu không hay và mọi người sẽ không thích ta, cho nên chúng ta không dám nói. Nhưng khi mà chúng ta nghĩ rằng mọi người thích nói chuyện với tôi thì khi đó chúng ta sẽ nói nhiều hơn, chúng ta sẽ tự nhiên hơn, chúng ta sẽ thoải mái hơn, có đúng không ạ? Đấy. Vì vậy anh chị em hãy comment xuống cái câu này: mọi người thích nói chuyện với tôi, mọi người thích nói chuyện với tôi. Comment xuống này, viết xuống này và nhẩm vào trong đầu. Đấy. Trừ những người nào mà talkative, tức là những người mà có cái khả năng nói rất tốt thì không sao. Nhưng mà những người mà khả năng nói không tốt này, không có nhiều mối quan hệ này, ít giao tiếp này, và đặc biệt là những người hướng nội. Đấy. Giống như Huy thì bản chất là một người hướng nội và ít giao tiếp, là một người kỹ thuật thuần túy. Trước đây là Huy học bách khoa, sau đó ra trường đi làm nhân viên kỹ thuật trong vòng gần 7 năm, sau đó mới mở công ty và bắt đầu là phải kinh doanh. Nhưng mà thực tế là cái tính cách của người kỹ thuật và tính cách của người kinh doanh là khác nhau. Kinh doanh thì mình phải mở rộng mối quan hệ, kinh doanh thì mình phải nói nhiều, kinh doanh thì mình phải chia sẻ, mình phải kết nối. Nhưng người kỹ thuật thì làm sao? Không cần. Kỹ thuật chỉ cần biết là ông nhận việc, xong rồi ông hoàn thành cái công trình đấy là được. Đấy. Nhưng mà kinh doanh thì phải làm nhiều hơn rất là nhiều. Kỹ thuật thì được học cách làm việc với máy tính, với máy móc. Kinh doanh thì sẽ được học cách làm việc với con người. Mà làm việc với con người thì bao giờ nó cũng khó hơn với máy tính, với máy móc. Máy móc ấy thì nó 1 + 1 bằng 2. Nhưng mà con người ấy thì 1 + 1 nó lại không bằng 2, 1 + 1 nó lại bằng 3 cơ, bằng 4 cơ, bằng 5 cơ. Đúng không anh chị em? Đúng không ạ? Có phải là một người nam, một người nữ kết hợp với nhau, kết hôn với nhau thì lại gì ạ? Lại thành một gia đình. Đấy, đúng không ạ? Thành một gia đình nhưng mà lại không phải là gì ạ? Không phải là một nữa mà gì ạ? Thành 2 người, thành 3 người, thành 4 người, thành 5 người, đúng không ạ? Thành nhiều hơn nữa. Đấy, cho nên là gì ạ? Nó rất là hay. Đó, chúng ta hãy nhẩm trong đầu cái câu này là mọi người thích nói chuyện với tôi, 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 đúng không ạ? Mình cứ hát trong đó, trong đầu như vậy thì đấy là cách để mà chúng ta có sự tự nhiên hơn, thoải mái hơn. Ví dụ như ngày hôm nay Huy gặp rất nhiều anh chị em cô bác ở đây, có rất nhiều người khó tính, rất nhiều người lớn tuổi, rất nhiều người chưa biết Huy. Thế nếu như mà Huy nghĩ rằng anh chị em không thích Huy thì làm sao mà Huy có thể nói chuyện tự tin được, đúng không anh chị em? Đấy, Huy nhìn này, cái cô kia, cô nhìn khó tính lắm, mặt cô đăm đăm. Cái anh kia nhìn trông rõ ràng là anh ấy đang ghét mình hay sao ấy. Thế là cuối cùng là sao ạ? Mình sợ, tim mình hồi hộp, không nói được gì cả, đúng không ạ? Đấy, và trước đây Huy là như vậy và không dám nói chuyện trước đám đông anh chị em. Cứ gặp đám đông phát là có nhìn là hãi, sợ lắm, run cầm cập lên. Đó, thế là không nói được cái gì. Mình đáng ra mình có kiến thức nhá, nhưng mà bởi vì mình run quá nên mình không nói được. Đấy, cho nên cái quan trọng là cái việc mà tự tin thì giúp chúng ta thì nó sẽ thoải mái hơn, và khi đó thì chúng ta sẽ nói chuyện được dễ hơn, đúng không ạ? Và thêm một điều nữa đó là khi mà chúng ta gặp bất kỳ một người nào thì chắc chắn họ sẽ có cái điều gì đó cho chúng ta để học hỏi. Như vậy là gì ạ? Với một cái người ham học hỏi, với một người cầu tiến như tất cả anh chị em cô bác chúng ta ngồi ở đây, những người đang mong muốn phát triển, mong muốn thành công, thì chắc chắn chúng ta sẽ học được điều gì đó ở người khác, kể cả người đó là lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn, kể cả người đó là nam hay nữ, họ hoặc là bất kể ngành nghề nào, thì chúng ta cũng học được điều gì đó ở người khác. Bởi vì mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống, mỗi người sẽ có những cái kinh nghiệm khác nhau. Vì vậy khi mà chúng ta gặp một người nào đó, chúng ta xác định họ sẽ là thầy của chúng ta, họ sẽ là cái người có thể cho chúng ta một cái bài học gì đó, kể cả là họ nói hoặc họ không nói, chúng ta nhìn họ thôi cũng là đã học được điều gì đó rồi. Nhưng nếu mà chúng ta giao tiếp với họ, chắc chắn chúng ta sẽ học được nhiều hơn. Vì vậy là chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái tinh thần học hỏi ở bất kỳ đâu. Khi đó chúng ta sẽ có sự khiêm tốn, khiêm nhường, và chính cái sự khiêm tốn, khiêm nhường đó cộng với sự tự tin, thoải mái, cộng với sự chủ động trong cái mối quan hệ thì sẽ giúp cho chúng ta có thể kết nối với nhiều người hơn. Đấy, và giúp cho họ thích chúng ta. Đấy, giúp cho họ biết chúng ta và giúp cho họ thích chúng ta. Có được không ạ? Đấy. Rồi, có một điều rất quan trọng đó là đừng cố gắng trở thành người thành công, mà hãy cố gắng trở thành người mà người khác thích làm việc cùng mình. Đó. Hãy làm cho mọi người thích mình. Đừng ra vẻ ta đây, đừng cố gắng thể hiện cái tính cách hay thể hiện cái tôi của mình một cách quá lố hay là quá cao. Mình hãy tự nhiên, thoải mái nhất có thể, không căng thẳng, không tranh luận, hãy chân thành. Đấy là những cái cơ bản nhất để chúng ta chuẩn bị trước khi mà chúng ta networking hay là xây dựng các mối quan hệ, đặc biệt với những người lạ, với những cái thị trường này. Bởi vì sao ạ? Thông thường khi con người ấy, có một người nào đó tiến đến để nói chuyện với mình thì thông thường nhá, thì họ sẽ có cái sự phản ứng tự vệ nhất định. Bởi vì đây nó là phản ứng của tự nhiên, nó là phản ứng của bản năng. Cho nên họ sẽ có một cái có cái rào cản, nó có một cái tảng băng để mà để bảo vệ chính họ. Bây giờ chúng ta cũng vậy thôi, tự nhiên có thằng đến nó bắt chuyện với mình thì mình cũng mình cũng cảnh giác, đúng không ạ? Vì vậy khi mà chúng ta tham gia vào các cái tổ chức kết nối, ví dụ như là Huy tham gia, Huy là 5 năm, thành viên 5 năm BNI, BNI là tổ chức kết nối kinh doanh toàn cầu, Business Network International. Và đây là một tổ chức kết nối toàn cầu dành cho các cái chủ doanh nghiệp với hơn 300.000 thành viên trên khắp thế giới, hầu hết đều là các chủ doanh nghiệp, các cái giám đốc hoặc là các chủ tịch các cái công ty, không có nhân viên ở trong đó. Tại sao như vậy ạ? Đó, quy định của cái tổ chức nó là như thế. Thì khi mà các chủ doanh nghiệp chơi với nhau thì họ sẽ có chung một cái quan điểm, họ chung một cái tư duy, đó là gì ạ? Đó là sự sẵn sàng kết nối và sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ. Đấy, với một tiêu chí nó là give gain, tức là gì ạ? Người cho đi là người gì ạ? Cho đi là nhận lại, cho đi là nhận lại. Đó. Và mình phải cho đi trước, nhận lại sau. Đó, đấy là nguyên tắc, giống như là nguyên tắc của đạo Phật, đấy là luật nhân quả, mình cho đi trước, nhận lại sau, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta đã có một cái mối quan hệ như vậy, có một cái networking như vậy, nó có một cái tổ chức như vậy, thì chúng ta rất là dễ dàng để kết nối với người khác. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có những cái networking như thế, chúng ta sẽ có rất nhiều các trường hợp khác nhau. Và khi mà bắt chuyện với một cái người lạ thì bao giờ họ cũng sẽ dựng lên một cái tảng băng, và chúng ta phải vượt qua được cái tảng băng đó của họ. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo, để mà vượt qua cái tảng băng đó thì chúng ta chuẩn bị tiếp tục cho mình một cái tâm thái, đó là gì ạ? Ngoài cái việc chúng ta thoải mái thì chúng ta hãy là người thân thiện, hãy sẵn sàng là gì ạ? Giúp đỡ người khác, đúng không ạ? Hãy tỏ ra thoải mái, hài hước, vui vẻ, đừng căng thẳng, đừng có cau có. Nào anh chị em nào mà đang cau có, mà đang cau mày hoặc đang gì ạ? Không cười, hãy cười lên nào anh chị em. Đó, anh chị em cười lên để giúp chúng ta có thể kết nối dễ hơn. Đúng rồi, một số anh chị em đã cười, mình chỉ cười mỉm cười một chút thôi, làm cho cái cơ mặt của mình nó giãn ra, đừng có căng quá. Đó, khi mà mình căng quá thì cái cơ mặt của mình nó sẽ căng thẳng, và lúc đó nó làm cho mình cảm giác khó chịu, cảm giác gì ạ? Cau có, cảm giác khó gần. Đấy, anh chị em khi mà định có ai đó định nói chuyện với mình, định tiếp xúc với mình, định kết nối với mình mà họ nhìn cái mặt mình cau có ấy, thì là gì ạ? Họ sẽ sợ. Và đây là một cái lỗi điển hình của chúng ta, và Huy cũng là cái người mà bị cái lỗi điển hình đấy. Tức là Huy là cái người mà hay suy nghĩ, bởi vì là mình nội tâm mà, mình hay suy nghĩ. Thế khi mà mình suy nghĩ thì bắt đầu mình cau lại, bởi vì mình suy nghĩ là nhiều lúc mình nghĩ nó không ra anh chị em. Nhiều lúc mình nghĩ nó không ra, bắt đầu mình cau lại, bắt đầu là gì ạ? Là mình tập trung, và Huy có khả năng tập trung rất là cao. Thường anh chị em làm kỹ thuật ấy, thì có khả năng tập trung rất là cao, và khi mà tập trung ấy, thì mình thường hay cau mày lại, hoặc là hay không có thể hiện cái trạng thái cảm xúc, và cái điều này khiến cho người khác khó kết nối với mình, đúng chưa? Cho nên là chúng ta hãy chủ động giãn cơ mặt mình ra, làm cho cơ mặt của mình nó tươi lên, nó cười, hơi cười mình nhìn một chút, đúng không ạ? Thì người khác sẽ dễ dàng kết nối với mình hơn. Đồng thời khi mà mình chủ động kết nối với họ thì họ cũng sẵn sàng gì ạ? Mở lòng ra hơn, đúng không ạ? Bởi vì họ không biết là mình như nào thì họ sẽ nhìn khuôn mặt của mình, thì thằng này hình như là muốn đánh mình thì sao, thì làm sao họ phải tránh xa, họ tự vệ, đúng không? Nhưng mà nhìn thấy nó tươi cười, nó thoải mái như này thì làm sao, thì là họ dễ dàng mở lòng ra hơn. Đấy. Và cái ngôn ngữ cơ thể chúng ta sẽ quyết định là thành công hay thất bại. Cái ngôn ngữ cơ thể sẽ quyết định là cái thông điệp mà chúng ta định truyền tải cho họ. Trước khi mà họ nghe mình nói thì họ nhìn thấy cái ngôn ngữ cơ thể của mình trước. Chút nữa Huy sẽ đi sâu hơn về cái điều này, được chưa? Và thêm một cái điều nữa, đó là chúng ta hãy tập trung vào cái việc mà kết nối. Tức là khi mà chúng ta nói chuyện với họ, chúng ta bắt chuyện với họ, thì chúng ta hãy dành tất cả cái sự tập trung của mình vào cái đối tác đấy, chứ đừng vừa nói chuyện với họ chúng ta lại vừa điện thoại, vừa nói chuyện với họ chúng ta lại vừa ngó lung tung, vừa nói chuyện điện thoại chúng ta lại vừa làm cái công việc khác mà khiến cho họ thể hiện cái thứ mà có thể họ sẽ nhận được một thông điệp mà chúng ta không tôn trọng họ. Đấy. Và khi mà chúng ta cái tâm thái mà chúng ta không tôn trọng, hoặc là họ nghĩ rằng chúng ta không tôn trọng, thì họ sẽ gì ạ? Họ rất là khó để kết nối với chúng ta, được chưa? Đây là những cái tâm thái cơ bản nhất để giúp cho mọi người thích chúng ta. Cho nên là gì ạ? Là chúng ta hãy chuẩn bị trước, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu đến những cái kỹ thuật để mà chúng ta kết nối với người khác. Thì trong đó có một kỹ thuật rất quan trọng, đó là matching hoặc là mirroring. Đấy. Thì cái kỹ thuật này đó là kỹ thuật làm sao để cho chúng ta trông giống họ. Anh chị em nhìn thấy ở đây hai cái vị tổng thống nữa là gì ạ? Là họ ngồi với nhau thì họ để cái tay giống nhau. Đấy. Khoác cái áo giống nhau, Anh chị em thấy không ạ? Cũng sơ mi trắng, cũng cà vạt xanh và cũng khoác cái áo giống nhau đó. Đấy, hoặc là thái tử Anh, thái tử Charlie với cả công nương gì đó không nhớ tên đấy. Hoặc là trong bộ phim anh chị em thấy những cái người bạn họ ngồi với nhau, họ cũng để những cái gì ạ, những cái động tác nó giống nhau đấy. Thứ nhất, cái điều này là điều hết sức tự nhiên nhưng mà chúng ta có thể rèn luyện được. Đó là khi mà chúng ta có những cái thứ giống nhau thì chúng ta sẽ dễ kết nối với nhau hơn. Đó là vừa rồi Huy nói anh chị em là chúng ta hãy cười lên. Nếu mà tất cả chúng ta cùng cười thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc kết nối, đúng không ạ? Đó. Và nếu mà chúng ta ngồi cạnh họ thì chúng ta hãy xem họ có cái tư thế như nào thì chúng ta sẽ làm cái tư thế giống như họ. Và khi mà chúng ta làm cái tư thế giống như họ ấy, thì trong cái bộ não của họ ấy, họ sẽ thấy rằng cái người này có vẻ thân thiện, có vẻ an toàn, và khi đó thì họ sẽ dễ dàng, họ mở lòng ra, họ kết nối với chúng ta hơn đó. Vì vậy là chúng ta hãy chủ động làm những cái điều mà giống họ, đúng không ạ? Và chủ động chia sẻ trước. Ví dụ khi mà chúng ta muốn hỏi thông tin của họ chẳng hạn, chúng ta muốn hỏi thông tin nào thì chia sẻ cái thông tin của mình trước. Ví dụ chúng ta muốn hỏi tên của họ thì mình nói tên của mình trước, muốn hỏi tuổi của họ thì mình nói tuổi của mình trước, muốn hỏi về gia đình của họ thì mình nói về gia đình của mình trước. Đấy, mình muốn hỏi về công việc của họ thì mình nói về công việc của mình trước. Mình chủ động mình chủ động chia sẻ trước thì khi đó họ mới sẵn sàng chia sẻ. Còn nếu mà mình không chủ động chia sẻ nhá, mình hỏi anh tên là gì, bao tuổi, chú nhà ở đâu, đang làm công việc gì, mấy vợ rồi mấy con rồi. Đấy, đúng không ạ? Đấy, giống như là mình hỏi cung ấy, tức là mình không chia sẻ gì hết, mình chỉ đi hỏi thôi, thì cái điều đó là gì ạ, nó sẽ làm cho cái người nghe họ rất là khó chịu và họ cảm giác như là họ đang bị tra khảo, và lúc đó họ sẽ gì ạ, đề phòng. Hỏi mày là ai, tại sao mày lại hỏi tao câu đấy, đúng không ạ? Đấy, khi mà chúng ta chủ động kết nối thì hãy chủ động chia sẻ. Mình sẽ phải là người chia sẻ thông tin của mình trước, và đừng ngại chia sẻ cái câu chuyện của mình, đừng ngại chia sẻ thông tin của mình, trừ phi anh chị em chúng ta có cái điều gì đấy khuất tất mà không dám chia sẻ thôi, đúng không ạ? Tôi tin rằng anh chị em chúng ta ở đây là những người kinh doanh chân chính, cho nên chúng ta không có gì khuất tất hết. Chúng ta hãy chia sẻ tất cả mọi thứ, và nhớ là chúng ta phải chân thành, đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta chia sẻ thì khi mà họ nói thì chúng ta hãy lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm. Đấy, đồng thời chúng ta hãy chịu khó dành những cái lời khen, cái ghi nhận, động viên để mà để giúp cho họ có sự tự tin để họ nói nhiều hơn. Có nhiều người họ cũng nội tâm, và có nhiều người họ cũng có những cái điều mà họ chưa sẵn sàng kết nối, nhưng khi mà nhận được những lời khen, sự ghi nhận và sự động viên thì có thể họ sẽ mở lòng ra nhiều hơn. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau thì chúng ta biết rằng là có rất nhiều cái chủ đề mà để chúng ta nói chuyện. Khi mà chúng ta bắt đầu là chúng ta có nhiều chủ đề khác nhau. Thế thì đâu là những cái chủ đề mà chúng ta nên chia sẻ, nên nói chuyện, nên trao đổi. Đó. Bởi vì như này, khi mà chúng ta kết nối, chúng ta tìm những cái điểm chung, thì những cái điểm chung đó chính là những cái điểm mà chúng ta quan tâm. Đó. Ví dụ như là chúng ta có cùng công việc, có một anh làm xây dựng, tôi cũng làm xây dựng, anh cũng làm xây dựng, có điểm chung rồi, đúng không ạ? Đấy, ngoài cái việc mà chúng ta tạo ra những cái tư thế giống nhau nếu mà chúng ta ngồi gần nhau, thì chúng ta hãy tìm những điểm chung trong công việc, trong gia đình. Ví dụ như là tôi thì có hai bé, một bé trai, một bé gái, không biết là anh chị có mấy nhóc rồi, ví dụ thế. Đấy, thì khi đó thì họ mà thế này, tôi cũng có hai bé, một bé trai và gái, thế là chúng ta giống nhau và có điểm chung rồi. Sở thích thì ví dụ mình có thể hỏi là trong lúc rảnh rỗi thì anh chị thường làm gì? Trong khi rảnh rỗi thì tôi thường hay nghe nhạc, hay xem phim, hay chơi game, hoặc là chơi thể thao, hoặc gặp gỡ bạn bè, hoặc là đi du lịch, đấy, hoặc là đọc sách, đó, hoặc là làm cái việc gì đó. Thế thì khi mà rảnh rỗi anh chị thường làm gì? Đó, ví dụ thế. Thế thì khi đó thì chúng ta sẽ nhận được những cái câu trả lời, và có thể đâu đó mình lại anh chị thích chơi gôn à? Tôi cũng rất thích chơi gôn. Anh chị thích xem đá bóng à? Tôi cũng rất thích xem đá bóng. Kiểu vậy. Thì khi đó chúng ta sẽ có những cái điểm chung, và khi từ cái điểm chung đó chúng ta bắt đầu khai thác và biến họ trở thành những người bạn của chúng ta. Đó gọi là là bạn bàn bán, đúng không ạ? Đấy. Đúng chưa ạ? Đấy, hãy biến họ thành bạn của chúng ta trước khi bàn bạc bất kể cái công việc kinh doanh gì. Đấy, hãy biến cho họ trở thành cái người mà họ thích chúng ta trước khi làm cho họ tin chúng ta, đúng không ạ? Đấy, tin thì nó cần trải nghiệm nhiều hơn. Đấy, cho họ biết, cho họ thích thì nó dễ hơn. Đấy, và đây là cách để cho họ biết mình và cho họ thích mình, đúng không ạ? Rồi đôi khi chúng ta cũng nói về những cái ước mơ của mình, những cái định hướng, mục tiêu hoài bão. Đấy, ví dụ như là tôi mong muốn là gì ạ, là xây dựng những cái trường dành cho trẻ mồ côi này, hoặc là tôi mong muốn là giúp đỡ được nhiều người, và tôi mong muốn là được đi du lịch vòng quanh thế giới. Thế là gì ạ, có những người họ có cùng cái mục tiêu, cùng cái quan điểm, đúng không ạ? Thường những cái mục tiêu, hoặc đặc biệt là những mục tiêu lớn lao trong cuộc đời thì thường lại sẽ có những cái điểm chung anh chị em. Bởi vì sao ạ? Bởi vì con người thì hầu hết mọi người đều có những cái điểm chung, đều có những cái mơ ước, đều có những cái mong muốn nhất định là giống nhau. Ví dụ mọi người đều mong muốn người khác tôn trọng mình, mọi người đều mong muốn được sống một cuộc sống sung túc, giàu có, thoải mái, mọi người đều mong muốn được khỏe mạnh và an toàn, mọi người mong muốn đều có nhiều mối quan hệ tích cực và tốt đẹp. Đấy, nhiều người yêu thương mình, nhiều người lắng nghe mình, nhiều người tôn trọng mình. Mọi người đều mong muốn có một cuộc sống thoải mái và tự do. Mọi người đều mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều người khác, có đúng không ạ? Đó, và khi mà chúng ta nói về những cái mục tiêu, những cái ước mơ đó của mình thì có thể chúng ta lại kết nối với họ, bởi vì họ cũng muốn những cái điều giống như chúng ta, đúng không ạ? Đấy, cho nên hãy nói về những cái mục tiêu thật xa, thì khi đó thì chúng ta sẽ dễ dàng kết nối, bởi vì chúng ta sẽ có những cái điểm chung với họ. Đôi khi chúng ta nói về quê quán của mình, ví dụ như khi mà Huy giới thiệu thì bao giờ Huy cũng nói về tên, tuổi, địa chỉ. Địa chỉ là nơi mà chúng ta sinh ra, nơi chúng ta đang làm việc, đúng không ạ? Thì có những người nào đó mà cùng quê với Huy thì họ sẽ ông này cùng quê. Có những người mà cùng tuổi thì ông này cùng tuổi. Đấy, kiểu vậy. Thế là tự nhiên là mình có thêm cái điểm chung. Anh chị em tưởng tượng này, khi mà chúng ta mà đi ra nước ngoài ấy, mà tự nhiên gặp cái ông ở Việt Nam mà mình đang đi ở một quốc gia nào đó, đang đi ở Ukraine, Nga gì đó chẳng hạn, tự nhiên gặp người Việt Nam, tự nhiên là mình cảm thấy mừng lắm. Đấy, mình cảm thấy rất là vui mừng khi mà gặp cái đồng hương của mình, đấy, cùng quê hương, đúng không ạ? Đó, kiểu vậy. Thì đấy là cái điểm chung. Khi mà có những cái điểm chung ấy, thì tức là nó có cái sự đồng cảm. Khi mà mình nói về những cái điểm chung, nó có sự đồng cảm. Ví dụ như là trước đây thì Huy có một cái anh bạn, anh rất là thích chơi gọi là âm nhạc, mà cái kiểu âm nhạc kiểu cổ điển, tức là mua những cái đĩa than, cái đĩa to tròn này, sau đó cái đầu đọc cái đĩa than đấy, cái đĩa chổi than đấy, sau đó là cái chuẩn bị cái bộ loa mấy trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ cái giản loa đấy. Thì Huy khóc, Huy thì nó thuộc dạng là đàn gậy tai trâu, nghe nhạc thì nó cũng không hiểu gì cả, nó hay thì cũng hay đấy nhưng mà nó không tinh tế để mà thẩm âm đó. Thế thì ngồi nghe anh bạn ấy nói chuyện thì mình cứ ồ à lên thôi, nhưng mà cuối cùng mình cũng không chơi được cái bộ môn đấy. Thì mình sau đấy thì anh lại chơi với cái đội chơi âm thanh, còn mình thì không chơi được. Ví dụ thế, có một số người thì chơi golf, một số người thì chơi tennis, một số người chơi bóng đá. Thế những anh mà chơi bóng đá với nhau thì ngồi nói chuyện với nhau rất hợp, những anh chơi tennis với nhau thì ngồi với nhau rất hợp, những người mà thích chạy bộ với nhau thì lại ngồi với nhau rất là hợp. Đấy, đó, đấy là những cái thứ mà chúng ta tìm những cái điểm chung, đúng không ạ? Rồi quê quán, rồi trường học, mấy anh em là cùng học trường này trường kia, đúng không ạ? Cùng học thầy này thầy kia, đúng không? Biết nhau phát bắt đầu là tay bắt mặt mừng ra ngồi tâm sự nói chuyện rất là hay. Đấy, ví dụ như là Huy thì là một cái người học tập rất là nhiều, trong đó rất là nhiều những cái người thầy, rất là nhiều những khóa học. Thì khi mà ngồi chia sẻ ra thì có thể là kết nối được với rất nhiều anh chị em. Ví dụ như là những cái học trò của thầy Phạm Thành Long chẳng hạn, hoặc Mr. Vass chẳng hạn, hoặc thầy Phạm Ngọc Anh, Mr. Y chẳng hạn. Đó, rồi rất nhiều những người thầy khác. Đó, thì đấy là những cái cách để mà chúng ta kết nối nhiều hơn với mọi người, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta tìm những điểm chung với những người bạn chung. Thế mày biết thằng kia không? Thế này, anh biết cái cô này không? Anh biết cái người bạn này không? Là hai người có cùng một điểm chung, cùng cái điểm chạm, để nó sẽ giúp mình có cái việc kết nối dễ dàng hơn, và họ sẽ cảm thấy mình an toàn hơn, và họ sẽ mở lòng ra để đón nhận những cái câu chuyện của mình. Đó, để mình có thể làm bạn với họ. Và các cái chủ đề khi mà chúng ta nói chuyện với nhau ấy, khi mà mới đầu chúng ta phá băng ấy, thì chúng ta đừng nói chuyện về cái công việc, đừng bán hàng vội. Có nhiều người xông vào phát là: ôi anh ơi, em có sản phẩm này tốt lắm, anh xem nhá, tham khảo này. Ui, sản phẩm này này, nó vuông này, nó tròn này, rồi tính năng này, nó là chống nước này, IP bao nhiêu này, rồi wifi này, rồi màn hình này 120Hz này, RAM 8GB này, CPU là chip A12 này. Vừa mới vào thế mà ai mà mới bán hàng kinh đấy. Đấy, có nhiều người họ bán hàng hơi quá như vậy, tức là họ không hiểu cái người kia muốn gì. Và một phát là chỉ biết nói cái thứ mà mình có thôi, chỉ biết nói cái hàng của mình có thôi. Và cái điều này là cái sai lầm phổ biến của những người mới bán hàng. Đấy, có những người bảo tôi bán hàng 10 năm nay rồi, anh bảo tôi mới bán hàng. Thì cái này tự nhiên là gì ạ? Nhận vơ vào mình. Có những người bán hàng 10 năm nhưng mà gì ạ? Kiến thức chỉ giống như 1 năm thôi, bởi vì họ không có gì ạ? Không có trưởng thành, họ không có tiến bộ, họ không có học hỏi thêm. Huy tin rằng những người đó thì sẽ không có ở trong phòng Zoom ngày hôm nay, hoặc là sẽ không còn nữa, đúng không ạ? Đấy, bán hàng mà kiểu tele sale bây giờ là cũng hỏng rồi. Mở miệng lên đấy là gì ạ? Gọi điện là em ơi, có cái sản phẩm này giới thiệu với anh, có dự án này giới thiệu với anh. Hỏng hết. Trước khi mà gì ạ? Bán hàng, chúng ta phải xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đúng không ạ? Đó, trước khi mà kinh doanh phải xây dựng mối quan hệ với các đối tác, chứ còn cứ bụp vào bán hàng như thế thì hỏng hết, sai hết, đúng không ạ? Mình biết là bán hàng mình phải chia sẻ rồi, nhưng mà gì ạ? Để mà chia sẻ chúng ta phải có lộ trình, có quy trình, thì như vậy nó sẽ hiệu quả hơn và nó đỡ mất cái năng lượng của chúng ta, đúng không ạ? Rồi, những cái chủ đề mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau như là tin tức thời sự, Covid ai quan tâm hết, đúng không ạ? Cái điểm chung mọi người đều quan tâm. Rồi tình hình chính trị Ukraine đánh nhau với Nga như nào, đúng không ạ? Rồi tình hình giá vàng tăng trưởng, giá xăng tăng lên như nào. Đấy, rồi rất nhiều những cái tin tức, những hot trend. Đấy, gần đây có một cái trend gì đấy đang tăng lên thì chúng ta cũng phải nắm bắt. Cho nên là chúng ta cũng là cái người hiểu biết xã hội. Cho nên là Huy có một cái thói quen, đó là hàng ngày đọc tin tức, hàng ngày phải đọc tin tức đó. Đấy là một cái thói quen để giúp Huy có thể kết nối được với nhiều người hơn. Tin tức, thời sự, thể thao, có mỗi cái văn hóa đôi khi là mình hơi lười, tức là những cái liên quan đến cô này cặp với anh kia, rồi cô này hở cái chỗ này hở chỗ kia, rồi là cô này đánh ghen cô kia, kiểu vậy, thì là thường là Huy không có đọc. Những cái liên quan đến gọi là xã hội mà kiểu như thế thì cũng ít đọc, cho nên là cũng ít biết những cái tên diễn viên là cái này thì đấy là cái lỗi của mình, đáng ra mình cũng phải nên biết, nhưng mà bởi vì thời gian mình có hạn cho nên mình tập trung vào gì ạ? Tập trung vào những cái thứ để mà mình có thể xây dựng cái mối quan hệ với những cái người mà kinh doanh. Bởi vì những người kinh doanh ấy, thì họ sẽ quan tâm đến những cái gì? Họ sẽ quan tâm đến những cái liên quan đến tin tức về thời sự, vĩ mô, bởi vì từ cái vĩ mô sẽ suy ra cái vi mô, tức là khi mà cái chính trị mà ổn định thì làm sao ạ? Thì cái tăng trưởng về các cái ngành nghề, các cái công việc là nó sẽ phát triển, rồi các cái chứng khoán nào sẽ phát triển. Thường là những người kinh doanh thì họ sẽ quan tâm những thứ đó, đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta cũng nên có thêm những cái hiểu biết xã hội, giống như vừa rồi những cái bộ phim, rồi những cái ca sĩ, người mẫu, rồi diễn viên. Nói chung là mình cũng nên biết những người nổi tiếng. Hôm trước có mấy đứa trẻ nó trong đội nhóm rồi, nó cũng nói về một cái tên, một cái ca sĩ rất nổi tiếng mà mình chẳng biết gì cả. Mình cảm thấy mình đang bị gọi là như người tối cổ, lạc hậu. Đấy, thì nó ôi nổi tiếng thế này mà anh không biết à? Không biết. Đấy, những ca sĩ mới nổi nhiều khi mình cũng không nắm được, nên là đấy là cái mình cũng cần phải thay đổi. Không phải là mình bảo thủ, mình cũng cần phải thay đổi. Đấy, rồi thể thao, âm nhạc chúng ta nên biết. Nên biết các cái ngôi sao thể thao để còn nói chuyện, bởi vì đấy là sở thích chung của nhiều người mà. Chúng ta muốn kết nối với họ, chúng ta phải trở thành cái người thân thiện, trở thành cái người mà hiểu biết rộng, thì chúng ta sẽ dễ dàng kết nối với nhiều người hơn, đúng không anh chị em? Rồi, tiếp theo đó là cái ngôn ngữ cơ thể. Anh chị em chúng ta biết là ngôn ngữ cơ thể chiếm gì ạ? Chiếm phần lớn cái thông điệp mà chúng ta truyền đi. Nếu như mà chúng ta không có một cái ngôn ngữ cơ thể đúng với cả cái nội dung mà chúng ta nói thì người nghe sẽ không hiểu đâu. Đấy, ví dụ như là chúng ta bắt tay, chúng ta bắt tay. Nhưng mà cái việc mà bắt tay một cách hời hợt, bắt tay mà mình bắt tay một cách lỏng, bắt tay một cái đoạn đầu thôi và tay mình rất là mềm, rất là ướt, thì sẽ làm cho cái người đối tác của chúng ta họ cảm thấy là không tin tưởng. Nhưng mà khi bắt tay ấy, chúng ta bắt chặt như này, đưa cái hõm tay này vào sâu vào và bắt chặt. Đấy, lắc nhẹ nhưng mà không có lắc mạnh, đúng chưa? Và không có giữ quá lâu. Đó, thể hiện cái sự nồng ấm, thể hiện cái sự thân thiện, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta gặp những cái người quen, gặp những cái người bạn cũ, thì thay vì chúng ta chào như này thì như là xin chào, đấy, kiểu vậy, thì anh chị em thấy không ạ? Thì cũng là một cái động tác thôi, cũng là một cái lời chào thôi, thì chúng ta làm cho họ cảm thấy sự thân thiện, sự nồng ấm. Đó, thì khi đó thì chúng ta sẽ dễ dàng tạo sự thân thiết và kết nối hơn. Đấy, cái ánh mắt của chúng ta ấy, thì lúc nào chúng ta để thể hiện cái ánh mắt cười, tức là chúng ta hơi cười một chút, đúng không? Đừng nhìn họ lườm, cẩn thận nó bị đánh, đúng không ạ? Đấy, đôi khi là mình vì cái ánh mắt mà mình đánh, gọi là ngứa mắt đấy. Đấy, nhiều thằng ở đi ngoài kia nhìn ngứa mắt phát nhảy vào đánh nhau thôi, chẳng có lý do gì cả. Đó, rồi miệng thì luôn cười. Đấy, đặc biệt là anh chị em biết là cái đội mà đi thi hoa hậu ấy, là họ phải ngậm cái đũa trên miệng này, đấy, ngậm cái đũa này, đó, để đây ạ. Lúc nào cũng ở trong trạng thái cười, đấy, luyện cười cả một ngày luôn, cười đến lúc mà đau hết cả cơ miệng luôn. Đấy, và đấy là cách để họ kết nối với nhiều người hơn, để cho mọi người thấy họ thêm thân thiện và làm cho mọi người thích mình, thì họ phải tập cười. Cho nên cười cũng phải tập anh chị em nhé. Kể cả anh chị em là cái người rất là thân thiện, dễ gần, dễ cười rồi, nhưng mà cũng vẫn phải tập. Đấy, cười làm sao cười hở bao nhiêu cái răng để là phù hợp. Thì cái này thì vì để dành cho đội mà chuyên đi thi hoa hậu. Thì cũng chỉ là anh chị em cứ ngậm cái bút, thấy anh chị em thi hoa hậu ngậm bút, mình cũng tập ngậm bút, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cách để mà chúng ta luyện cái nụ cười của mình, đúng không ạ? Anh chị em thấy là khi mà chúng ta chia sẻ, Huy chia sẻ này, thế anh chị em thấy từ đầu đến cuối thì luôn luôn Huy, anh chị em thấy là Huy cười từ đầu đến cuối luôn, đúng không ạ? Đấy, từ đầu đến cuối lúc nào cũng giữ cái nụ cười vừa nói được anh chị em, vừa cười vừa nói bình thường, đúng không ạ? Rồi, khi mà chúng ta giao tiếp, nếu mà chúng ta đứng nói chuyện thì chúng ta sẽ đứng thẳng, nếu mà ngồi chúng ta cũng ngồi thẳng. Đấy, hơi nghiêng về phía trước một chút, thể hiện sự tôn trọng, thể hiện sự quan tâm, thể hiện sự tập trung, đúng không ạ? Và ngoài cái việc mà chúng ta matching, tức là chúng ta làm những cái việc giống với họ, ăn mặc giống với họ, đấy, rồi có những cái động tác giống với họ để mà kết nối, thì chúng ta biết là cái trang phục cũng rất là quan trọng. Khi mà chúng ta kết nối kinh doanh với cả một cái tổ chức, với một cái đội ngũ mà toàn mặc vest, com lê, vest và áo đồ văn phòng, phụ nữ thì vest văn phòng, mà mình lại chơi cái tông gọi là hip hop, rock, rồi là kiểu phá cách, quần rách, rồi áo rách, rồi xăm trổ mắt kiếng, nói chung là nó sẽ lệch tông, và khi mà lệch tông như vậy thì không có điểm chung, và không có điểm chung thì rất khó để kết nối. Vì vậy cái trang phục nó phải phù hợp với cái môi trường, phù hợp với đối tượng mà chúng ta kết nối, có được không ạ? Đấy, vì vậy là chúng ta hãy chuẩn bị cho mình những cái trang phục, chuẩn bị cho mình những cái ngôn ngữ cơ thể để mà chúng ta giao tiếp với họ một cách dễ dàng hơn, đúng không ạ? Luôn luôn làm những cái việc giống họ, là cách dễ nhất. Ví dụ như là một cái anh thanh niên này, khi mà về nhà ra mắt bố vợ, đấy, thì được cái cô bạn gái này nhắc đấy là anh ăn cẩn thận nhé, anh thuộc dạng là ăn hơi nhiều, cho nên là khi mà về gặp bố em ấy, anh nhớ đó là bố em gắp cái gì thì anh gắp cái đấy. Thế là gặp hôm ông bố ấy, vừa đi ăn tiệc về, ông ngồi ông chẳng ăn gì cả, ông cứ ngồi nói chuyện không gắp cái gì. Ông này thì thèm rỏ dãi, nhưng mà không thấy ông bố gắp thì không dám gắp, cứ phải đợi ông bố ông gắp cái gì, thế là ông con rể bắt đầu mới dám gắp. Đấy, đấy là một cái cách, một cái mẹo để mà nhắc nhở những cái người mà đang muốn xây dựng mối quan hệ, đúng không ạ? Và một cái điều rất quan trọng anh chị em này, một điều rất quan trọng đó là mọi người rất thích nghe cái tên của mình, Cái tên của mình chính là cái âm thanh êm ái nhất mà mọi người khác có thể nói cho mình nghe. Đấy. Bây giờ Huy có một cái điều mà không hiểu sao mà bây giờ thì ít rồi, nhưng mà trước đây ấy, rất nhiều người nhầm tên ấy. Mà khi mà nhầm tên ấy, nó là cái điều đãi kỵ anh chị em. Chẳng có ai muốn mà người khác mà lại đọc sai tên của mình, mà rõ ràng mình vừa giới thiệu xong rồi mà gì ạ, nó lại nói sai tên của mình. À, đây là điều đại kỵ. Trước đây thì Huy cực kỳ là chậm và khó nhớ tên của người khác. Đấy. Nhưng mà sau khi mà Huy luyện ấy, tức là đầu tiên là khi mà mình nói rằng là mình khó nhớ tên thì mình sẽ rất khó nhớ tên. Và sau đó Huy luyện bằng cách này, Huy nói rằng là mình là cái người giỏi nhớ tên người khác. Mình là giỏi nhớ tên người khác. Đầu tiên mình thay đổi cái niềm tin bên trong đã. Sau đó thì bắt đầu mình tập trung vào cái việc mà nhớ tên của người khác. Thế thì khi mà mình giới thiệu ấy, ví dụ tôi là Huy, tên đầy đủ là Nguyễn Quang Huy. Tại sao lại có cái chữ là gì ạ? Tên đầy đủ là Nguyễn Quang Huy để làm gì ạ? Để mình nhắc nhở lại cho cái người nghe kia một lần nữa, đấy là tên của tôi là như vậy, để cho họ đỡ nhầm. Ngoài ra ấy, thì theo một cái vô thức nhé, con người có một cái sự vô thức, đó là gì ạ? Khi mà họ giới thiệu tên ấy thì họ cũng sẽ nhắc lại tên họ một lần. Thì để làm gì ạ? Để mình cũng có khả năng nhớ hơn, đúng không ạ? Cái việc ghi nhớ tên thì nó cũng có cả một công thức riêng, nhưng mà về cơ bản chúng ta chỉ cần tập trung vào họ, trân trọng họ, thì chúng ta sẽ dễ dàng nhớ tên của họ. Và một cái mẹo nữa đó là chúng ta đọc tên của họ ra. Xin chào anh Cường, xin chào anh Thắng, xin chào anh Hải, đúng không ạ? Và khi mà mình nói chuyện với họ thì mình nhắc tên với họ nhiều lần, bởi vì cái tên của họ chính là cái âm thanh ngọt ngào nhất mà họ muốn nghe. Đấy. Cái anh Cường thì mình gọi anh Thắng, anh Thắng thì mình gọi anh Cường, thì làm sao ạ? Họ bảo này, thằng này chẳng tôn trọng mình. Nói chung là họ không thích, và khi mà họ đã không thích rồi ấy, thì nói gì thì nói, mồm 5 mép 10 thì họ cũng chẳng thích đâu. Đấy, vì vậy là hãy để ý từng cái thứ nhỏ nhất để chúng ta có thể làm cho người khác thích mình, làm cho người khác thì biết mình, và cũng là cơ sở để cho làm cho người khác tin tưởng mình. Được không anh chị em? Rồi. Rồi. Tiếp tục nữa là khi mà chúng ta kết nối với những người lạ thì chúng ta phải tìm hiểu thêm cái thông tin của họ. Tìm hiểu thêm thông tin của họ thì chúng ta nhớ này, chúng ta nên đặt các cái câu hỏi. Nhưng mà cái nguyên tắc là đặt câu hỏi và chúng ta phải chia sẻ trước nhé. Khi mà chúng ta hỏi về tuổi của họ thì chúng ta phải nói tuổi của mình. Nếu mà hỏi về tên của họ, mình nói tên của mình trước. Nó hỏi về sở thích của họ thì mình nói sở thích của mình trước. Hỏi về công việc của họ thì mình nói về công việc của mình trước, đúng không ạ? Đấy là nguyên tắc. Thứ hai nữa đó là chúng ta phải hiểu về các cái tính cách chung. Cái người mà chúng ta biết 4 nhóm tính cách DISC rồi, đúng không ạ? Đấy, cái người D là cái người rất là mạnh mẽ và hảo sảng, rất là dễ dàng trong việc kết nối với người khác. Cái người nhóm Y thì cái người mà là quan tâm các cái mối quan hệ và cũng rất là thân thiện, dễ gần, vui vẻ, đúng không ạ? Cho nên người nhóm Y cũng rất dễ dàng kết nối với người khác. Tuy nhiên cái người nhóm F và nhóm C là hai cái người khá là nội tâm. Thì những cái người này ấy, họ không thích là gì ạ? Họ không thích mình đứng gần họ, họ cũng không thích là mình quá là vồn vã. Mình quá vồn vã họ sẽ cảm thấy nghi ngờ, họ sẽ cảm thấy không an toàn. Đấy. Và mỗi người ấy, thì họ sẽ có một cái khoảng cách, một sải tay này, xung quanh người họ, lấy cái bán kính của họ một sải tay này, nó gọi là gì ạ? Không gian cá nhân. Thì nếu như mà khi mà mới bắt đầu ấy, thì chúng ta tránh bước vào trong không gian cá nhân. Nếu như mình bước vào trong không gian một sải tay của họ thì tức là gì ạ? Là chúng ta đang xâm phạm vào cái không gian cá nhân của họ. Thế này, đặc biệt là người nhóm C và người nhóm S, họ không thích cái điều này. Đấy ạ. Những người nhóm D, nhóm Y thì lại họ không quan trọng cái việc đấy, mà họ sẵn sàng tiến lại gần với chúng ta, chủ động kết nối với chúng ta, hoặc là gì ạ? Họ chủ động cười với chúng ta, bắt tay với chúng ta, thậm chí là vỗ vai. Đấy. Thì tùy vào đối tượng và nhóm tính cách khác nhau mà chúng ta sẽ có những cái thái độ hành xử khác nhau. Những người nhóm C, người nhóm S thì họ sẽ thận trọng hơn trong các mối quan hệ, cho nên là chúng ta phải tiếp cận họ dần dần, từ từ, nhẹ nhàng, đấy, không quá vồn vã. Còn những người nhóm D, nhóm Y thì chúng ta có thể là trở thành bạn thân của họ rất là nhanh, trở thành người bạn rất là dễ dàng, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là các cái nhóm tính cách khác nhau. Thì riêng về các cái nhóm tính cách, phân tích các nhóm tính cách và cũng như là cách để mà kết nối với họ thì đã có một cái module riêng, thì Huy không nói ở đây để mất thời gian, được chưa ạ? Và khi mà chúng ta đặt câu hỏi và chúng ta kết nối với họ thì chúng ta cần phải có số điện thoại, Zalo, Facebook, đúng không ạ? Thế thì để mà chúng ta kết nối được cách dễ nhất thì ngoài các cái bước bên trên chúng ta làm để cho người ta cảm thấy thích mình rồi, tin tưởng mình rồi, đúng không ạ? Giới thiệu về mình để họ thấy rằng là mình có giá trị, bởi vì họ cũng phải tìm khách hàng, họ cũng tìm đối tác, họ cũng tìm những cái người mà phù hợp để họ kết nối. Bởi vì chúng ta biết rằng là chúng ta không thể kết nối với tất cả mọi người, chúng ta chỉ kết nối được một số người thôi, cho nên họ cũng lựa bạn, họ cũng chọn bạn mà chơi mà, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải trở thành người có giá trị, người xứng đáng để làm bạn của họ, được không ạ? Đó, và có một cái bí kíp như này để giúp chúng ta có thể kết nối với họ dễ hơn này. Bởi vì khi mà chúng ta gặp một cái đám đông ấy thì chúng ta có thể xin số điện thoại người này, xin số điện thoại người kia, nhưng mà về đến nhà chúng ta gọi điện thoại cho họ, họ chẳng biết chúng ta là ai cả. Như vậy là sẽ rất khó để chúng ta có thể là tiếp tục cái câu chuyện còn dở dang. Có thể chúng ta nói chuyện với họ ở ngay lúc đó, nhưng mà sau đó về thì họ chẳng nhớ chúng ta là ai. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi đó thì có quá nhiều người để họ phải kết nối và họ không thể nào nhớ được hết. Chúng ta có thể xin các visit, có thể xin số điện thoại, nhưng mà về chúng ta gọi lại thì họ vẫn không nhớ chúng ta là ai. Vì vậy là có một cái bí kíp như này Huy học ở trong BNI, đó là mỗi khi nào mà chúng ta xin được cái số điện thoại Zalo hoặc là kết nối vào Facebook thì thường đây là những cái cách để chúng ta kết nối với nhau rất là dễ dàng. Và mình sẽ chụp một cái ảnh, chung hai người, sau đó là chúng ta sẽ gửi cho họ thông qua Zalo, thông qua Messenger để làm gì ạ? Để họ nhớ rằng cái ông này là mình đã nói chuyện được ở cái thời điểm này, ở cái sự kiện này, ở cái sinh nhật của con bạn là gặp ông ấy, hoặc là ở cái đám cưới này gặp ông ấy, hoặc là ở cái kết nối kinh doanh này gặp ông ấy, hoặc là ở cái lớp học này gặp ông ấy. Đấy, thì khi mà chúng ta có một cái hình ảnh như vậy rồi ấy, thì kể cả một năm sau chúng ta quay trở lại, chúng ta nói chuyện với họ mà lâu quá thì không gặp, thế là người ta mới lướt cái phần phần chat ấy, người ta lướt phần chat, người ta ông này mình nhớ ra rồi, ông này ông gặp mình ở chỗ này. Đấy, bắt đầu nó họ sẽ tưởng tượng ra những cái hình ảnh, những cái trạng thái lúc đầu mình gặp. Đấy, người ta nói rằng là là cái cảm xúc lúc đầu ấy, hay là cái ấn tượng ban đầu ấy là vô cùng quan trọng, bởi vì chúng ta không thể làm lại cái ấn tượng ban đầu được. Đấy, vì vậy là chúng ta hãy hết sức là cẩn trọng trong cái việc này và hãy làm theo những cái công thức, được chưa? Đây là những cái công thức mà đã được chứng minh là có hiệu quả, và Huy thường xuyên sử dụng cái cách này để kết nối với những người khác. Anh chị em thấy không ạ? Huy thường xuyên có những tấm ảnh chụp selfie với những người bạn, như những cái người đối tác, với những cái người mà Huy gặp. Sau đó là Huy nhắn tin cho họ, Huy chụp ảnh trong phát là gõ đưa họ vào trong danh bạ, đưa họ vào Zalo, kết nối Facebook, sau đó là gửi tin nhắn cho họ. Đấy. Và chúng ta biết là là quan hệ là tiền tệ, đúng không ạ? Cho nên chúng ta hãy xây dựng cho mình thật nhiều những mối quan hệ, thật nhiều những cái con người tuyệt vời xung quanh chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta lựa chọn những cái người bạn làm sao để giúp chúng ta càng ngày càng phát triển, càng đi lên. Đấy, người ta gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chúng ta là ai, chúng ta sẽ kết nối với những người như vậy, và chúng ta kết nối vào những người như thế nào thì sẽ quyết định chúng ta là ai. Đấy, vì vậy là chúng ta hãy tìm những người mà ham học hỏi, tìm những cái người mà thích kinh doanh, tìm những cái người mà thích phát triển bản thân, tìm những người mà sẵn sàng kết nối, tìm những người mà sẵn sàng cho đi, tìm những người sẵn sàng cống hiến, tìm những người mà thích những cái hoài bão ước mơ lớn để chúng ta kết nối. Bởi vì nếu mà chúng ta muốn trở thành người như nào thì chúng ta phải kết nối nhiều hơn với những người như vậy, thì họ sẽ là những cái người những động lực, những cái người mà giúp cho chúng ta có cảm hứng để mà làm việc đó nhiều hơn, đúng không ạ? Ở đây có thể một số anh chị em đã nhìn thấy một số người nổi tiếng ở trong này. Bạn bè Huy thì có rất nhiều diễn giả, rất nhiều người nổi tiếng, rất nhiều những người thành công. Đấy, thì cũng không muốn khoe quá chi tiết, nhưng mà có thể một số anh chị em đã nhìn thấy một số nhà đào tạo, một số diễn giả ở trong cái khung hình này. Đấy, ở đây mới chỉ là một cái khung hình rất là nhỏ thôi anh chị em. nó còn vô số những cái khung hình giống như vậy. Đấy, đây chỉ là cái phần rất là nhỏ các networking, các mối quan hệ của Huy thôi. Đấy, đấy, thì thêm một cái điều nữa khi mà chúng ta đặt câu hỏi với cả cái người đối diện của chúng ta để mà kết nối ấy, thì chúng ta nhớ này, có một cái chuỗi logic, tức là khi mà chúng ta hỏi về cái điều gì đó thì họ sẽ nói ra cái thông tin và chúng ta tiếp tục bắt cái thông tin đó, chúng ta hỏi tiếp. Ví dụ như này, khi mà chúng ta hỏi là công việc của anh như nào, bảo là tôi thì đang làm xây dựng. Ô, anh làm xây dựng à? Tôi cũng làm xây dựng. Thế anh làm xây dựng thì anh làm cụ thể lĩnh vực gì? Và tôi làm thầu xây dựng. Bảo ôi thế này, làm thầu xây dựng, bố tôi cũng làm thầu xây dựng, là ngày xưa cũng làm thế này thế kia, bắt đầu kể câu chuyện. Xong bắt đầu này thì đã hỏi tiếp đó, thầu xây dựng thì anh làm cái vị trí nào trong cái công ty đấy. Đấy, thì bắt đầu nói ra vị trí là kỹ sư. Bảo ôi thì kỹ sư, tôi cũng kỹ sư, ngày xưa tôi học bách khoa, xong rồi tôi làm trong cái công việc kỹ sư trong cái công ty ABC như này. Đó, xong bắt đầu lại từ cái công việc đấy bắt đầu này mình hỏi tiếp. Đấy, bảo là kỹ sư à, thế chắc là anh cũng phải đi công trình nhiều nhỉ. Đấy, bắt đầu đi công trình nhiều thì không biết là có ảnh hưởng đến gia đình không, gia đình có ủng hộ hay không. Thế bảo thì gia đình ủng hộ. Thế thì không hiểu là anh, gia đình anh thì anh có mới nhắc rồi. Đấy, bắt đầu hỏi gia đình thì hỏi ra con cái. Con cái thì hỏi tuổi con cái, tuổi con cái hỏi trường con cái học ở đâu, trường con cái học ở đâu, thì bắt đầu lại nói là gì ạ, cái địa điểm, cái nơi sống của mình, nơi sống của mình vòng ra là gì ạ, cái nơi mà mình làm việc, nơi mình học tập, nơi mình đi chơi. Đấy, xong rồi là gì ạ, lúc mà rảnh rỗi, cuối tuần rảnh rỗi chắc là hay đưa trẻ con đi chơi nhỉ. Đấy, bình thường thì rảnh rỗi thì anh thường làm gì. Đấy, tức từ trẻ con lại ra cái sở thích khi mà thời gian rảnh rỗi, đúng không? Khi thời gian rảnh rỗi làm cái công việc gì đó, ví dụ như là bóng đá này, rồi là chơi game này, rồi là ca nhạc này, rồi bất kể một công việc gì hoặc là sở thích gì thì mình bắt đầu khai thác cái sở thích đấy. Cho nên là gì ạ, nó nguyên tu bất tận mà nó sẽ mãi mãi không giờ hết các câu hỏi. Có nhiều người hỏi thì hỏi xong phát, trả lời xong phát không biết hỏi gì tiếp. Đó là anh làm việc đâu? Hà Nội. Nhưng mà anh mấy nhóc rồi? Hai đứa. Đó là thường rảnh thì anh thích làm gì? Chơi game. Anh mấy vợ rồi? Tao một vợ thôi mày. Mày hỏi kiểu gì đấy? Đúng không? Đấy, tức là gì ạ? Tức mình đang hỏi cái chủ đề này, mình bùng phát mình quay ra chủ đề khác. Thế nên người ta cảm giác nó hụt hẫng. Và khi đó thì người ta sẽ khó kết nối và khó liền mạch, và nó không tạo sự thân thiện, vui vẻ. Cho nên mình có sự liền mạch, chuỗi logic, và cứ bắt lấy cái câu trả lời của họ ở cuối cùng của họ, và bắt đầu mình khai thác, mình hỏi tiếp. Và đặc biệt với những cái người họ chưa sẵn sàng, họ trả lời nhát gừng hoặc là họ hơi rụt rè, thì chúng ta phải chủ động kể câu chuyện của mình trước, thì đấy là cách để chúng ta kết nối với họ dễ hơn, đúng không ạ? Với những người lạ thì chúng ta có thể là gì ạ, là có những cái mẫu câu hỏi giống như sau: chào bạn, tôi là Huy, rất là vui làm quen với bạn. Thì tôi là Huy, sinh năm 82, tôi thấy bạn là gì ạ, rất là giống một người bạn của tôi. Đấy, hoặc là tôi thấy bạn rất là năng động và muốn kết bạn với bạn. Tức là gì ạ, mình khen họ, mình có lời khen, mình gửi cho họ một lời khen, một sự ghi nhận trước, đúng không ạ? Tôi theo dõi bạn đã lâu rồi, hôm nay tôi mới có dịp nói chuyện với bạn, rất là ngưỡng mộ bạn vì bạn có những cái thành tích như này. Đó, tôi thấy bạn rất là thân thiện và rất là hay cười, và tôi thấy rằng là tôi rất thích những con người như vậy. Đó, kiểu vậy. Đó là cái cách để mà mình kết nối với người khác, gửi cho họ một cái lời khen, một lời ghi nhận, một lời động viên, hoặc là một cái lời tôn trọng nào đó. Thì đấy là cách để chúng ta có thể kết nối với họ, đúng không ạ? Cũng có thể là một cái câu cảm thán mà ôi rồi ôi, trông xinh thế, trông rực rỡ thế, trông hot thế, trông quyến rũ thế, kiểu vậy. Đấy, nếu mà muốn tán gái, đúng không? Một câu chia sẻ cảm nhận của mình và giới thiệu trong vòng 30 giây. Ở trong BNI thì thường xuyên hàng tuần là có các cái buổi họp, và mỗi buổi họp thì mỗi một người được đứng lên để chia sẻ về bản thân mình trong vòng 30 giây, bán hàng trong vòng 30 giây. Đấy thì ví dụ như là tôi là Huy sinh năm 82, là giám đốc công ty nhà thông minh. Trước đây thì Huy làm lĩnh vực nhà thông minh hoặc bây giờ là nhà đào tạo. Thì tôi giúp đỡ cho mọi người có thể phát huy hết tiềm năng của họ và trở nên thành công một cách viên mãn. Đấy, ví dụ thế thì mình có một sự kết nối, mình giới thiệu về tên tuổi và cái nơi mà mình đang làm công tác, đang làm việc, đồng thời là nói về cái gì ạ, những cái công việc của mình, nói về cái mà cái thứ mà mình đang khát khao, mình đang muốn làm, đó là giúp đỡ mọi người để phát huy cái tiềm năng của họ bằng cách là gì ạ, bằng cách là tổ chức các chương trình đào tạo cũng như là các cái hệ thống kinh doanh để giúp phát triển tiềm năng con người một cách gì ạ, một cách đúng luật nhân quả, đó là cho là nhận. Đó thì đấy là gì ạ, đấy là cách để mình kết nối với người khác, họ biết mình là ai, đúng không ạ? Thì đấy là một vài cái hướng dẫn cụ thể để mà anh chị em chúng ta có thể dễ dàng kết nối với người khác, và đây cũng là một cái phần rất là quan trọng, đúng không ạ? Để mà chúng ta có thể bắt đầu kinh doanh, xây dựng mối quan hệ với bất kỳ ai. Hôm trước thì Huy cũng có hướng dẫn anh chị em 5 bước để mà có thể kết nối với bất kỳ ai, đúng không ạ? Nếu mà anh chị em còn nhớ 5 bước để kết nối với bất kỳ ai, thì đấy là cái cách để mà chúng ta làm cho họ thích mình, làm cho họ tin mình, đúng không ạ? Thì rất là cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay đã lắng nghe cái chia sẻ của Huy. Nếu mà anh chị em thấy phần chia sẻ này có hữu ích thì hãy comment xuống điều gì đó, đồng thời là hãy chia sẻ với những cái người bạn, những cái người đồng đội, những người đồng nghiệp, những cái người mà chúng ta đang quan tâm, bởi vì khi mà chúng ta giúp người khác chính là giúp chính bản thân mình, được không ạ? Rồi, xin một lần nữa rất cảm ơn tất cả cô bác anh chị em đã có mặt trong phòng Zoom tuyệt vời ngày hôm nay. Hãy kết nối nhiều hơn, hãy giao lưu nhiều hơn, hãy mở lòng ra để đón nhận nhiều hơn, đặc biệt là anh chị em hãy cười nhiều hơn, được không anh chị em? Anh chị em cười lên phát nào lại căng thẳng quá. Đúng rồi, anh chị em giơ tay chào nhau cái nào. Chào buổi sáng, ok, rất tuyệt vời, cảm ơn anh chị em.